đã cắt được một cái hình tròn như thế này. Tiếp theo mình sẽ sử dụng những cái tờ giấy màu vàng. Đối với cái tờ giấy màu vàng này, bây giờ các bạn sẽ tiếp tục dùng con ta và xoay cho mình một hình tròn. Hình tròn này mình sẽ để bán kính là 4cm thôi nha. Nhỏ hơn cái hình tròn màu xanh này. Và mình sẽ xoay ra đây một hình tròn màu vàng. Và mình sẽ cắt hình tròn màu vàng ra nha. Đó, như vậy là mình đã cắt xong. Sau khi mà đã cắt xong rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái bút chì này. Mình sẽ vẽ cái phần cánh hoa đây. Mình đã vẽ xong những cánh hoa rồi, mình sẽ cắt ra nha. Mình sẽ cắt theo những cái đường mà mình vừa vẽ bằng bút chì ra.
Như vậy là mình đã cắt xong bông hoa này. Mình sẽ dùng cái bút màu nước để mình tô lại cho đẹp. Dùng màu cam. Mình sẽ tô lại những cái đường ở bên ngoài này. Mình sẽ dùng những cái chấm bi để trang trí cho bông hoa này. Đó, như vậy là mình đã vẽ xong cái phần bông hoa màu vàng như thế này. Giờ mình sẽ gắn vào giữa cái phần khung tròn màu xanh nhé. Tiếp theo bây giờ các bạn sẽ cắt cho mình một cái sợi dây như thế này. Mình sẽ bắt sử dụng bằng tờ giấy màu xanh lá nha. Sau đó mình sẽ gắn lên cái phần hình tròn này. Mình sẽ để khoảng tầm 16 cm là được nhé. Sau đó mình sẽ sử dụng một cái giấy màu khác màu. Các bạn có thể sử dụng bằng màu hồng, màu đỏ và những cái màu khác, màu xanh lá và màu vàng là được. Nên mình sẽ cắt ra một mẫu giấy như thế này. Sau đó mình sẽ vẽ cái phần chuông ra đây. Mình sẽ vẽ một cái hình giống như cái chuông ấy. Giờ mình sẽ cắt cái phần chuông này ra nhé. Đây, mình đã vẽ xong rồi.
Giờ mình sẽ gắn được cái phần dây bên dưới này nha. Này, sau khi mình gắn thì mình sẽ được cái phần chuông như thế này. Tiếp theo bây giờ mình sẽ sử dụng những cái bút màu nước. Mình sẽ trang trí cho phần chuông nhé. Mình sẽ vẽ thêm cho cái chuông và cái chấm bi này. Đó, như vậy là mình đã làm xong một cái bông hoa trang trí có hình tròn và bông hoa màu vàng, có thêm gắn cái quả chuông lắc như thế này nữa. Mình có thể dùng nó để dán cửa và dán tường nhé. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt.